kết liễu đối phương. Ngoài khả năng tấn công thì Skyler cũng sẽ bổ trợ cho Luna trong việc phòng thủ. Khả năng hồi máu khi đặt ra những bức tường bom kèo sẽ giúp cho Luna phục hồi và đồng thời là câu giờ trong lúc kỹ năng của Luna chuyển đổi trạng thái từ tốc độ di chuyển sang tốc độ bắn đó nha các bạn. Với việc được tăng tốc độ bắn thì người chơi sẽ có phần khó kiểm soát những khẩu súng của mình phải không nào? Vậy nên việc kết hợp thêm Derby theo gợi ý của tuyển thủ Artemis sẽ tăng cho bạn rất nhiều độ chính xác lên đến 60%. Ngoài ra, Derby và Kelly cũng sẽ bổ sung thêm tốc độ giúp Luna vốn đã nhanh nhẹn nay còn linh hoạt hơn. Cuối cùng, cô nàng Dasha sẽ giảm độ giật của súng. Vậy nên anh em không còn quá lo lắng trong việc kiểm soát độ chính xác cũng như độ giật của súng nữa rồi. Có thể nhìn nhận rất rõ ràng, Luna là một kỹ năng giúp gia tăng lượng tốc độ bắn của súng. Vậy nên, Luna sẽ đặc biệt phù hợp dành cho những người chơi hệ tanker, yêu thích những khẩu súng tiểu liên có tốc độ bắn cao để có thể giao tranh nhanh chóng. Có một lại thêm một, sở hữu sọ lạnh cực đỉnh tại đây. Sọ lạnh tản nhiệt của game thủ chuyên nghiệp, thiết kế gaming, mát lạnh cực đỉnh, gọn nhẹ chắc chắn, siêu ưu đãi, siêu phải chăng, chẳng cần lo lắng, sở hữu ngay. Hùng Cam, bình luận viên Free Fire số 1 Việt Nam.